em số điện thoại cho em. Tuyệt vời không? Hoài Thanh Tạ một cây, Trang Đỗ một cây, chị Linh Nguyễn một cây, hết luôn. Không chốt nữa nha, hết luôn. Hết luôn. Hết luôn. Hết luôn rồi. Trời, các chị comment quá trời luôn, em hết luôn rồi. Hết luôn rồi. Rồi ai hỏi em chả gương đâu? Ai hỏi em chả gương đâu? Bây giờ lên cây kinh chả gương bạn này nha. Trời, bàn tay này chắc là dẹp tiệm mất. Thôi, cái này nhẹ nhàng tương tác nha. Nhẹ nhàng tương tác 250.000. 250.000 cho mọi người luôn. Comment cho em mã số là VIP 801 kèm số điện thoại. VIP 801 kèm số điện thoại. 250.000 trồng kính phân cực luôn nha. Đấy, cái bộ chơi lớn cũng là trồng kính phân cực. Bộ này cũng là trồng kính phân cực. 250.000 đồng chọn bộ full bắp cho mọi người luôn. Chơi lớn hết hàng rồi mọi người ạ. Chơi lớn hết hàng rồi. À, ngày mai em chốt cho các chị ở trên mà không nghe máy, em còn thì em sẽ chốt cho những người tiếp theo nha mọi người nha. Nhưng mà chắc chắn là hết hàng rồi. Chơi lớn là chơi sập tiệm luôn á. Bắn nắp luôn. Rồi, mẫu này nhẹ nhàng tương tác một bộ duy nhất. Mã số là bom 801 kèm số điện thoại cho em. Bom VIP 801 kèm số điện thoại. 250.000 nha mọi người, tránh ngưng bạc. 250.000. Bán chạy lắm. 250.000. Chọn bộ phương bắp. Một bộ duy nhất. Đào tưởng là hoàng triệu thôi mọi người. Tại vì nó hoàng triệu thiệt mà. Trời ơi, mùa này là mùa du lịch đi biển. Trời ơi, xuất sắc luôn mọi người ạ. Đẹp, dã man luôn. Đây, chơi lớn 250k hết rồi. Lý Long, Blue Đen, ok. Cây 120, chị Phục Nguyễn Nguyễn, ok. Rồi, trời, chị Vũ Hồng comment quá trời luôn. Em có đọc tên, nãy em có đọc tên chị không? Không đọc thì là hết rồi. Nhưng mà nếu mà ngày mai chị Trên không nghe máy em sẽ chốt cho mình nhá. Rồi, em sẽ ưu tiên những người nhiệt tình muốn mua. Còn không? Còn bao nhiêu? Chắc chuẩn bị kết thúc live stream đây. Thì mẫu nào nhẹ nhàng tương tác, làm quà tặng cho mấy chị đi. Xe cho mấy chị nãy giờ có chia sẻ live stream đây, tặng quà cho mọi người nhá. Tặng cái đồng hồ. Đấy. Không biết còn hàng không? Bây giờ cuối giờ rồi. Bây giờ tặng được không? Có kính nam đi đêm nha, còn kính nam đi đêm nha. Đâu rồi, kính nam đi đêm đâu rồi? Đây, tay bán. Trời ơi, ra đi hốt ngay cái này cho em. Đeo không đẹp, không thích, không lấy tiền. Đi đêm sáng hơn từ 1 tới 2 tông màu. Trong kính chống bậy, chạy chống bậy, chống UV. Trong chạy chống bậy, chống UV 400. Ra đi lấy mẫu này thì comment cho em mã số là VIP249 kèm số điện thoại nha. Đây, ok chị Ân Hồ, ok như Huyền Huyền, ok chị Uy Hoài nhá. Rồi em thấy comment của tất cả mọi người đây. Ta chở này, tem này nó che mất luôn. Bom. À cái này mã số là VIP249 kèm số điện thoại cho em. VIP249 kèm số điện thoại cho em. Có màu đen với màu vàng mọi người nha. Ai muốn đi đêm thì chọn màu vàng, còn màu đen là đi ngày nha mọi người nha. 249.000 Ray-Ban. Ray-Ban trồng diamond được chưa ạ? Đó. VIP249 kèm số điện thoại cho em nhá. Em lộn lên ngầu này. Chống chày, chống bể, chống UV 400 thoải mái luôn. Chống chày, sứt, chống vàng đập, thoải mái luôn. Cái này em cặp được mọi người nha, nam được, nữ mang được. Hai màu này không có quá, không gọi là không quá mang, tại cái thiết kế của Ray-Ban là nam được, mang được hết á. VIP 249, 249.000 trồng Ray-Ban được chưa? Vàng đi đêm, nữ hay nam mang được và sánh nó từ 1 đến 2 tông màu.